Hẹn nha. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một buổi đi chơi của mình và em trai mình Tam nha, mình nữa nha. Đây. Mình sẽ đi theo họ. Đó. Đi rồi. Đang chơi. Để chi chơi với em đi. Đâu quay vậy? Đó. Đi quay rồi. Tôi sẽ ra một chỗ nào đó chơi chơi cho nó vui. Chỗ kia kìa. Không đâu. À kia đây mọi người ơi. Mọi người đi chỗ này mọi người chơi chứ. Ở chỗ này có một cái hồ rất là to mọi người ạ. Ở đây hai chú chú cắt cổ đấy. Hồ. Phải biết là mọi người đi chỗ này bao giờ chưa, nhưng mà chắc chắn là một số người trong xe video này đã đi rồi. À, đi cắt cổ. Sẽ đi tiếp nha. Chỗ này mát cực kỳ luôn ấy mọi người. Bye bye mình. Con đứng chỗ này mát này, giống như kiểu là đang ở dưới nhà. Biển, không phải biển, sông mọi người ạ, đây, đó, rất là ok la đúng không mọi người, đây, đó, đấy, hai bố con, rồi mình sẽ đi tham quan qua một lượt nha mọi người, trời kia thì mình sẽ tham quan qua cái khu vực hoặc đó vắng vắng, đây. Sau mình làm một cái gì đó là lạ. Rồi sẽ đây đẹp chưa, đây là hai con nai. sợ quá hả. Tiếp theo mình sẽ ra cái chỗ xích đu chơi nha. Chưa. Reaction kia xong nha bố công nha. Coach không đi vượt lửa cái khu vui chơi này đâu. Đó. Và ba mình thì như vậy đấy. Đây, thằng em mình. À, pop.